Ngoài bắt một quỷ lương thành ra, thiếu úy Tiểu Đảo Xuân Tân ở đội phòng thành, Hắc Điền 81 ở đội hiến binh, Sơn Điền Thứ Nhất, Linh Mộc Quan Tú, Tiểu Giả Thị Lan. Một con chuột già không ngờ lại thay đổi cuộc đời của tôi. 15 quan quân đế quốc không ảnh hưởng tới nguyên khí của đội quân. Dân tộc Đại Hòa ta quyết sẽ không tham sống sợ chết. Trường Thạch, không sợ chết là một chuyện, nhưng mà không muốn chết lại là chuyện khác. Chiến tranh không chỉ nhờ vào con người, mà còn phải nhờ vào khoa học. Tôi tình nguyện đích thân dẫn người tiến hành truy bắt. Lúc tôi còn theo học ở Tả Sâm, giáo viên đã hỏi tôi một câu: tại sao mèo có thể bắt được chuột? Mạnh được yếu thua, quy luật sinh tồn. Không đúng. Mèo có thể bắt được chuột là bởi vì trong nhà chỉ có một hang chuột. Nhưng mà bây giờ cả Triệu Dương đều trở thành hang chuột. Chỉ khi dùng mồi nhử mới có thể bắt được chuột. Vậy nên bây giờ chúng ta phải thả mồi câu quách dân trí, mau chóng hoàn thành giao dịch. Tôi đã biết phải làm sao rồi. Lão già, anh nói nước này là cà gì? Em pha cà phê. Đúng, em đã pha xong giống như anh chỉ. Anh thử đi. Được, Tiểu Hồng nhà mình lần đầu pha cà phê, anh phải nếm thử mới được. Sao rồi? Ngon, rất ngon. Nhưng mà còn hơi đậm đặc một chút. Anh nói cho em nghe, cà phê này không thể uống quá đậm. Uống cà phê đậm không tốt cho chỗ này. Em thật sự không biết. Anh nói cho em nghe, ở bên Pháp có một văn hào nổi tiếng tên là Balzac. Balzac, ông ấy có một sở thích vô cùng độc đáo. Em đoán là gì? Có nhiều con đấy. Có nhiều con à? Em chỉ nghĩ tới con thôi. Ông ấy thích uống cà phê, vừa viết vừa uống, rồi có một ngày có thể uống tới 80 ly. 80 ly à? Cho nên chỗ này bị hư luôn. Vậy lão già, nếu uống cà phê không tốt, vậy anh uống ít một chút đi, đừng uống nhiều. Hồng à, vẫn là em tốt, vẫn là bà xã của anh quan tâm anh. Lão già à, lô vật tư anh định đưa cho bác Lộ đó, sao vẫn chưa thực hiện? Nghe ai nói chứ? Bên ngoài đồn ầm cả lên. Anh nói cho em biết, vốn không phải là anh hạ lệnh, là bọn tiểu quỷ, nổ súng trước. Lính của anh mới bắn pháo. Chuyện này liên quan gì tới anh chứ? Một người đồn trăm, đồn đại nhiều ai cũng tin, miệng đời đáng sợ. Dù gì á, đó cũng là pháo của quốc quân Anh. Bên ngoài đồn đại như vậy cũng không lạ. Thích đồn sao thì đồn. Chuyện cũng đã xảy ra, liên quan gì tới anh chứ? Anh không hiểu ý của em rồi. Nếu bọn tiểu quỷ không tìm ra người, chúng làm sao chịu bỏ qua? Kẻ thù ngoài ánh sáng không sợ, lỡ như trong tối à? Đám sơn tặc giỏi nhất chính là ở trong tối. Đúng, hắn chuyên bắn lén. Lão già, em nói rồi mà, không sao chứ. Em đúng là miễn quả. Em nói cái gì chứ? Người đâu? Người đâu? Dừng tay! Trung đoàn trưởng! Trung đoàn trưởng! Ở đâu? Trung đoàn trưởng! Trung đoàn trưởng! Ở đâu? Ở đây! Ở đây! Ở đây! Kêu cái quái gì? Phong tỏa toàn thành! Phong tỏa lối ra! Dạ! Lão gia để em xem. Trung đoàn trưởng, đây chắc chắn là bọn tiểu quỷ làm. Bọn tiểu quỷ cái gì? Cậu tưởng tôi ngốc à? Ai làm tôi không biết sao? Trung đoàn trưởng, vừa mới xảy ra vụ xung đột liền có chuyện như vậy. Là bọn tiểu quỷ làm thôi. Không phải, đây là sơn tặc làm. Em sao vậy? Đầu của em cũng bị bắn à? Cho dù không phải cũng phải nói là phải. Còn ở bên ngoài đấy là bọn tiểu quỷ. Là bọn tiểu quỷ làm. Quách Văn Chí gần như đã nhìn thấu dụng ý của chúng ta. Không ngờ hắn chửi cháu mắng mèo, sỉ nhục quân nhân của đế quốc. Hắn đã nói gì? Hắn đổi địa điểm giao dịch thành thôn Trương. Lúc đó tôi nên một phát bắn bể sọ của hắn. Bắn trúng đầu người không phải bản lĩnh gì, quan trọng là có thể bắn trúng tim người không. Ý của anh là rõ ràng tôi bắn cho hắn thấy, và hắn cũng rõ ràng đã phản đòn. Chúng ta muốn hắn tìm sơn tặc, hắn lại ngược lại đẩy vấn đề nan giải qua cho chúng ta. Vậy chúng ta chuyện một tên bắn hai nhạn, sao không vui vẻ mà làm? Xuất phát. Lão già, trà của anh. Còn đau nhiều không? Đỡ một chút rồi. Em nghe nói anh đổi địa điểm giao dịch thành thôn Trương. Tên khốn đó muốn lấy mạng của anh. Hết cách rồi, anh phải tự vệ thôi. Đứng lên, để em giúp anh khâu lại nút áo. Chuyện này để người hầu làm cho. Em chính là người hầu của anh. Ngồi dậy, ngồi dậy. Anh làm như vậy là xua hổ diệt sói. Làm không xong, hai bên đều đắc tội. Anh còn lựa chọn nào sao? Thời thế bây giờ coi như anh đã nhìn thấu rồi. Đất trời hỗn loạn vốn dĩ là chuyện rất bình thường, bây giờ cũng biến thành như không bình thường. Cũng như anh lấy một nha hoàn nhàn thục đi theo một sơn tặc, biết đi đâu. Nói đạo lý bây giờ nếu như đã không thể nói đạo lý thì sao phải dè dặt nữa chứ? Có bản lĩnh mưu tính người khác, không bản lĩnh bị người khác mưu tính. Nhưng mà anh có chắc chắn là mưu tính thắng nổi chân điền? Không chắc. Nhưng mà hắn có thể giúp cho anh giải quyết mối họa lớn. Sau đó thì sao? Sau đó không có sau đó. Đường ai nấy đi, ai về nhà nấy. Mưu chuyện lớn phải biết nhìn xa trông rộng. Thương nhân khó làm nên đại sự. Anh có biết tại sao không? Xin được chỉ giáo. Bởi vì thương nhân chỉ tham mưu cầu lợi nhỏ. Ví dụ như Nguyên Mông, Trương Cửu Tứ. Bây giờ vấn đề này đang bày ra trước mắt của anh. Để xem anh muốn làm Trương Cửu Tứ hay là muốn làm Chu Trùng Bát. Lão già, em đùa với anh thôi. Ngồi dậy mặc vào đi. Lát nữa có người ngoài tới. Em tránh đi một chút. Đồ sứ. Cái này không tốt. Bể rồi. Vẻ đẹp khiếm khuyết. Anh biết cái quái gì? Là vàng. Đúng. Với tôi, món đồ như vậy cả đời mới thấy lần đầu tiên. Quá tuyệt diệu. Tặng cho anh. Không. Không cần đâu, cảm ơn. Còn có món đồ đẹp như vậy à? Thường thôi. Anh Quách, căn nhà sang trọng như vậy tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chắc là đã tốn rất nhiều tiền. Đâu có. Căn nhà này tôi đổi được từ chỗ thầy giáo tôi, Tần Công Bác tiên sinh. Con số này rất rẻ. Hiểu rồi. Mời. Cậu Thường Trạch, Trần Công Bá tiên sinh là tấm gương sáng của nước Anh. Ngay cả quân nhân đế quốc của chúng tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ mấy. Anh nên học hỏi ở ông ấy nhiều hơn. Thật sao? Anh Quách à, chúng ta bàn chuyện chính đi. Thật ngại quá. Không. Em tới làm gì? Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Em không sợ gió à? Đi. Sao không cản lại? Vị phu nhân khăng khăng đòi tới. Tôi làm sao mà cản nổi? Cái gì mà không cản nổi? Không cản nổi à? Đi, chúng ta về thôi. Đợi đã. Anh Quách, vị này là là vợ tôi. Quách phu nhân. Chào cô. Hình như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi. Không có. Quan ngoại. Lý gia. Đêm hôm đó có một nha đầu bỏ trốn, chính là cô rồi. Đi thôi. Mau. Vì con của chúng ta. Đi thôi. Mau. Quách phu nhân, nếu như muốn tìm tôi trả thù, tôi sẵn sàng chờ. Anh Quách, chúng ta bàn tiếp chuyện về thôn Trương đi. Vào đi. Để ở đây, nhanh nhẹn một chút. Đồ đạc vào trong sân đi. Trung tá, tại sao đội của chúng ta lại phải rút khỏi thôn Trương để cho bọn chúng giao dịch ở đây? Xung quanh đây không có bất cứ thiết bị giao thông nào, không tiện tiếp tế. Để binh lực ở đây chỉ lãng phí tài nguyên. Đã thả mồi nhử, lũ chuột sắp ra ngoài. Nhìn thấy chuột rồi chứ. Diêm Quốc Minh, không, trung đoàn trưởng Diêm khá lắm. Ở đây có đường hầm, sao anh ta lại biết? Cả tôi cũng không biết. Đây không phải là nhà của Trương Hoàng Thị và Dương Sảo Nhi à? Với Dương Sảo Nhi? Không tin, anh hỏi anh ta đi. Đúng là phải đào đường hầm, khỏi mất công ai đó cứ trèo từng miết, nửa đêm tới chỗ của người ta. Đúng là lão phu nhân thông minh. Làm vậy, một là đào đường hầm này lấy ra để xây tường, hai là qua mắt mọi người. Đúng là một công đôi chuyện. Đúng không lão cửu? Hồi đó Sảo Nhi không nói với tôi có đường hầm, còn hành hạ tôi, bắt tôi ngày nào cũng trèo tường. Nếu như cậu là bác lộ, cậu có giao dịch ở đây không? Nếu như số lượng khổng lồ, tôi tình nguyện chấp nhận mạo hiểm. Giao dịch mạo hiểm, trừ khi chúng nắm chắc được sẽ chuyển vật tư đi. Nếu không, tại sao có thể chấp nhận? Thôn Trương ở trong tay chúng ta, bác lộ không có khả năng lắm. Vậy cậu nói, tại sao tới giờ người nhận vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào chúng đã có phòng bị? Chúng ta qua đó. Lên. Chỉ huy, ở đây có đường hầm. Vào đi. Dạ. Cậu theo tôi. Dạ. Vị trí quá tốt. Gió ngang trái 3. Độ ẩm không tính. Quá tối. Cự ly bắn không rõ. Có khi nào chúng đã phát hiện gì rồi? Nhẫn nại sẽ không làm cho cậu chịu thiệt. Đúng rồi, rút lui thêm một phát đi, không còn góc độ. Báo với đội bao vây. Không sao. Yên tâm đi, không sao. Chúng tôi đều đang ở đây. Rút. Đại đội trưởng, bọn quỷ đã bao vây quanh đây. Làm sao bây giờ? Chia ra rút. Làm bọn quỷ không lần ra phương hướng. Đi. Chia ra rút. Trung tá, bọn chúng đã chia ra di chuyển. Dựa vào ưu thế địa hình, muốn đánh lạc hướng chúng ta. Ý tưởng không tệ. Báo với toàn bộ. Phong tỏa các lối ra, chia ra tấn công. Không được để chúng chạy khỏi thôn. Hành động. Dạ. Tản ra. Dạ. Xuất phát. Rút mau. Theo tôi. Hành động. Sao rồi? Mau tìm một chỗ an toàn. Nhất định phải làm phẫu thuật. Mau lên. Dìu đi. Mau. Cẩn thận. Lão Dương, chạy đi, mau. Bên này, đuổi theo. Mau, rút. Người của mình, theo tôi. khốn kiếp. Quay lại. Dạ. Đi. Ẩn nấp. Mau lên, mau lên. Ở đây. Được rồi. 1, 2. Rồi. 1, 2. Chặn hai bên lại. Đừng để gió lùa. Tìm đồ đi. Chặn lại. Lấy túi cấp cứu qua đây. Túi cấp cứu. Túi cấp cứu đâu? Đưa xuống máy. Đưa túi cấp cứu. Túi cấp cứu không ở chỗ của anh à? Tôi cầm bao giờ chứ. Ra khỏi thành là ở chỗ của anh mà. Túi cấp cứu đấy. Vừa rồi tôi trợn té. Hình như là mất ở đó rồi. Mất ở đâu? Hình như đã ở trong cái rãnh. Cái gì? Đi tìm. Mau đi tìm. Đèn pin, đèn pin, mau. Ráng chịu một chút. Không sao, không sao. Không xong rồi. Không còn mạch đập. Trung tá, chúng tôi đã mất dấu. Khốn kiếp. Mày là sĩ nhục của quân nhân đế quốc. Dừng tay. Đã đủ chưa? Đây cũng không thể hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Môi trường tác chiến của chúng ta vô cùng ác liệt. Cứ bỏ qua như vậy à? Yên tâm, chúng không trốn được xa đâu. Này. Dạ. Còn nhớ địa điểm cuối cùng mất dấu chúng không? Đang hỏi mày đấy. Chỉ nhớ đại khái thôi. Tới đó tiếp tục lục soát. Chúng dẫn theo thương binh, tuyệt đối không thể chạy xa được. Hành động. Dạ. Mau lên, đợi trở về, tôi sẽ xử lý cậu sau. Cậu, qua đây. Có chuyện gì? Đại đội trưởng, bọn quỷ tới rồi. Đại đội trưởng, phải làm sao? Tráng cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu. Dạ. Các cậu chuẩn bị ẩn nấp. Dạ, theo tôi. Cao một chút, cao thêm một chút. Báo cáo. Nói ở gần thôn Trương phát hiện dấu súng quy mô nhỏ, hình như bác lộ quân có nhân vật quan trọng bị trúng đạn. Họ đang rút lui, quân Nhật đang đuổi theo, sắp sửa vào khu phòng thủ của chúng ta. Trung đoàn trưởng, có phản kích không? Truyền lệnh của tôi, trận địa giáp tranh, rút về 400 m, mở cho họ một con đường sống. Dạ. Liên hệ đội quân lục soát ngọn núi. Dạ. Nhân vật quan trọng. Tiêu diệt sơn tặc xong, nhà chúng ta có thể đoàn viên rồi. Có nghĩa là tiểu thư sẽ mau chóng trở về à? Tiểu thư trở về là chuyện tốt rồi. Em đi thu dọn phòng cho tiểu thư. Thôi được rồi, ngồi xuống. Hồng à, em phấn khích gì chứ? Ảnh hưởng thai nhi. Anh đã nói với em từ lâu, mấy việc đó cứ để người hầu làm, để cho bà vú làm. Em cứ làm tiểu phu nhân của mình cho tốt đi. Như vậy làm sao mà được? Người hầu làm việc, em làm sao yên tâm? Việc ăn uống ngủ nghỉ của tiểu thư đều do một tay em lo liệu. Tiểu thư thích gì, dĩ nhiên em là người rõ nhất. Em vốn là một nha hoàn, hầu hạ hai người không phải là chuyện nên làm sao? Anh hiểu. Em với tiểu thư nhà em từ nhỏ tới lớn đã lớn lên bên nhau, thân như chị em. Nhà lão Lý các người với em ân trọng như núi. Nhưng mà có một điều em cần phải làm rõ. Trong bụng của em đang mang giọt máu của nhà họ Quách. Nặng nhẹ ra sao, trong lòng của em phải biết rõ chứ. Hồng à, thật ra anh hiểu rõ trong lòng của em đang nghĩ gì. Nếu như em còn chuyện gì vẫn không nghĩ thông, có thể nói cho anh biết. Nếu như em không muốn nói với anh thì có thể nói với Bồ Tát. Chỉ đâu? Sao không có chỉ? Chỉ đạo viên, trải thuốc xong rồi. Có gì không? Không có gì. Tôi chỉ tới xem anh ấy sao rồi. Ra ngoài cảnh giác một chút. Hồng à, có thể cho anh nhắn một câu với Bồ Tát không? Nói gì? Xin Bồ Tát phù hộ cho tên khốn đó mau chóng tiêu đời. Chuyện này làm sao mà nói được? Không tốt lành gì. 777. Tin gửi về chỉ nói là bắn trúng. Không nói là bắn chết, vậy còn khả năng sống lại à? Ai mà biết. Hắn tuổi con mèo mà. Trung tá, có tin tức gì không? Trinh sát 1 và 2 báo về phát hiện tung tích của kẻ thù. Nhưng mà điều kỳ lạ là mùi của chúng khi tới núi Đào Qua và đỉnh núi Nhất Tuyến Thiên đều mất toàn bộ. Chó nghiệp vụ đâu? Đường chính và đường mòn lên núi đều cho chó nghiệp vụ ngửi. Tất cả đều vô hiệu. Nguyên nhân là gì? Bọn chúng trải thuốc khiến chó nghiệp vụ không thể đánh mùi. Bác Lộ dẫn theo thương binh, không thể mau chóng rút lui. Chắc chắn là bọn chúng còn ẩn nấp ở đâu đó chờ chi viện. Phái thêm một đội, mở rộng phạm vi lục soát. Dạ rõ. Vết thương của anh ấy đã bị viêm, nếu không sẽ không bị sốt cao như vậy. Nếu như không có kháng sinh, anh ấy sẽ không thể qua khỏi. Các đồng chí Trương Tam thương tích nghiêm trọng, nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ chúng ta hộ tống Miệng Rộng xuống núi, mau chóng tìm cách Văn Chí mượn thuốc. Đã rõ rồi chứ? Dạ rõ. Miệng Rộng, dạ, nước. Bác Lộ đó đã bị dây trên núi mấy ngày trời. Em nghĩ xem, thiếu thuốc men như vậy chắc là không thể cầm cự được đâu. Anh nhắc nhở em, lần này dù có thế nào cũng phải canh chừng mấy thứ đó. Vậy nếu như đích thân tiểu thư tới thì... Đích thân tới cũng phải nghe theo anh dặn dò. Được rồi. Nếu như là với người khác, đừng nói là chút thuốc đó, cho dù có chuyển cả bệnh viện tới, anh cũng tuyệt đối không nói câu nào. Em hiểu rồi. Ở trong lòng anh vẫn là yêu tiểu thư nhiều hơn một chút. Cho dù em có mang thai đứa con, cũng không thể sánh bằng chị ấy. Cha em chết rồi, thù cha chưa trả. Hôm nay nếu như anh cũng ra đi, thì trên thế gian này em không còn người thân nào nữa. Anh dám đi trước mặt em à? Nhị phu nhân, bên ngoài có người tìm. Cứ nói tôi không khỏe, từ chối giùm đi. Là đại phu nhân phái tới. Lão gia đã dặn rồi, lần này kiên quyết không thể cho. Đừng ép tôi nữa mà, có được không? Vậy nói đi, đừng có ấp úng nữa. Tôi hiểu cô ấy. Không đạt mục đích, cô ấy sẽ không từ bỏ. Cậu ấy nói thay mặt Lý gia, hỏi cô có phải đã quên ơn nghĩa nuôi dưỡng rồi không? Lý gia? Tôi vốn không phải. Tôi chỉ là nha hoàn của nhà họ. Bà đi nói với anh ta, tìm cách khác giùm đi. Dạ. Là sao nữa? Cậu ta đứng ngoài cửa không đi. Bà không biết đuổi đi à? Tôi đuổi không được. Lão gia đã gặp cậu ta rồi. Anh ta nói gì rồi? Cậu ta nói với lão gia, đại tiểu thư nói kiểu gì cũng phải gặp mặt nhị phu nhân, họ là chị em. Vậy lão gia nói gì? Lão gia nói không được, nhị phu nhân bệnh nặng không thể ra ngoài, nhưng mà có thể nhường cho họ một con đường sống. Lão gia đầu óc mụ mị rồi sao? Kêu tôi không giúp, nhưng mà anh ấy lại lo cho bản thân trước. Lão gia nói trắng ra với người tới đây, nói cô đã mang thai giọt máu của Quách gia, không thể để cô gặp thứ chẳng lành. Người tới đây nói, nếu như cô không gặp đại tiểu thư, quan hệ tỉ muội coi như kết thúc. Nhị phu nhân à, cô đừng để ảnh hưởng tới thai nhi. Cô Tiểu Hồng không tới, thuốc cũng không đưa, cô nói phải làm sao đây? Nghe người già nói, cách này linh nghiệm. Bà chắc chứ? Không sai. Vừa chìm xuống là chứng minh người này chắc chắn sẽ chết. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, đệ tử xin người cứu mạng Sơn Tặc. Như vậy tiểu thư sẽ không trở về nữa. Chìm rồi à? Nhị phu nhân, cô tự xem đi. Chúng ta đã tiến gần khu phòng vệ của Quách Văn Chí. Quân quốc dân có trang bị đạn pháo. Lệnh cho cả đội vòng qua trận địa. Dạ, đã rõ. Nhưng mà trung tá, giữa chúng ta có giao hẹn. Hơn nữa, giao hẹn là hắn đưa ra trước. Nghe đây, hắn là thương nhân, lợi ích mới là số một. Bây giờ tình hình đã không còn như trước, thái độ của hắn tự nhiên cũng thay đổi. Bây giờ quan trọng là phải bắt được tên khốn đó, quyết không thể để cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Lệnh cho đội quân lục soát thượng du nguồn nước. Hắn làm phẫu thuật chắc chắn phải dùng rất nhiều nước. Cắt đứt nguồn nước của hắn, như vậy là có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Để xem lần này bọn chúng làm sao có thể vượt qua. Lần này có rồi. Trung tá, sinh tồn và đói khát, đây là bản năng của con người. Chỉ khi ăn no mới có tư cách nói tới tồn nhiên. Đã rõ. Trời sắp tối rồi. Lệnh cho người của đội lục soát trở về. Dạ. Trung tá, ngày mai tôi có cần phải phái 2 đội đi lục soát ở phía đông không? Không. Tăng cường thêm người. Điều về cánh Tây. Sói thì không muốn thợ săn phát hiện. Đồng bọn đạp trúng bẫy sẽ dắt nó chạy về hướng ngược lại. Người cũng như vậy mà thôi. Dạ rõ. Xử lý xác trước, sau đó tập hợp ở cánh Tây dưới núi. Dạ được. Bên này, đuổi theo. Các cậu, đi bên đó. Các cậu, đi bên này. Lão Cửu, cậu tỉnh lại đi chứ. Báo cáo đại đội trưởng, bọn quỷ bao vây đã lên rồi. Ở đây giao cho cô. Mau lên. Truyền xuống dưới, tới gần mới bắn, tiết kiệm đạn. Tới gần mới bắn, tiết kiệm đạn. Bắn. Trung đoàn trưởng đã bắt đầu đấu súng. Trung đoàn trưởng đã đánh nhau 2-3 canh giờ rồi. Nếu còn tiếp tục đánh thì đảng ngầm không cầm cự nổi. Tôi đoán là chết cũng gần hết rồi. Nếu anh còn không đưa ra quyết định, tôi e là đại phu nhân. Anh thử nghĩ đi. Dù gì đây cũng là khu phòng vệ của chúng ta. Bây giờ còn là thời gian hợp tác. Tên khốn đó chết rồi, chẳng phải chúng ta đã đạt mục đích rồi à? Tiện thể còn lấy lòng đảng ngầm. Cho dù hắn không chết, cũng chỉ còn một hơi thở. Chỉ là chuyện bồi thêm một phát mà thôi. Truyền lệnh của tôi. Toàn quân tấn công. Dạ. Toàn thể chuẩn bị tấn công. Dạ. Tiểu đội trưởng, chú ý ẩn nấp. Lão Dương, xem ra hôm nay không thể cầm cự nổi. Lát nữa tôi yểm hộ, cậu dẫn người rút trước. Đại đội trưởng, lúc rút thì đừng có quên, không cần biết phải dùng cách gì, đưa Trương Tam Lý Tứ đi cho tôi, nghe rõ chưa? Đại đội trưởng, phục tùng mệnh lệnh. Bắn pháo. Dừng bắn. Tại sao quân quốc dân lại ở đây? Quân quốc dân? Quân quốc dân nã pháo vào chúng ta. Miệng rộng, chú ý quan sát. Dạ, Lão Dương, đi. Tiếp tục tấn công. Trung tá, quân ta không đem theo vũ khí hạng nặng. Chấp hành mệnh lệnh. Sao rồi? Đại đội trưởng, bọn quỷ lại tới rồi. Bọn khốn này, cầm cự cho tôi. Tôi đi kêu đại đội trưởng. Đại đội trưởng, bọn quỷ lại kéo lên hết. Anh đưa súng của anh cho tôi. Làm gì? Nếu bọn quỷ lên đây, tôi phải đi với anh ấy. Đưa súng cho cô ấy. Yên tâm, chúng không lên được. Đi. 起初怕知心手相牵到极点。 西风云变，深情脉脉到永远。烽烟断，是。 手相牵到今天，我只愿在你身边，深情脉脉到永远。 山下二十里书拍云间，有情郎起初。Đây là đâu vậy? Đường xuống suối vàng. Gồ ghề vậy, đổi đường khác đi. Ai khóc vậy? Ai vậy? Gào cái gì? Em làm sao đưa anh ra được? Mệt chết em rồi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. 心手相牵到今天，我只愿在你身边，深情脉脉到永远。 Rút lui, mau! Bọn quỷ rút lui rồi. Trung tá, tác chiến thất bại rồi. Tiểu đội 3 và 9 giờ về thôn Trương. Thôn Trương cũng thất thủ rồi. Khốn kiếp. Tôi sẽ không tha cho bọn chúng. ủng hộ hai đảng hợp tác. Thấy chưa? Tôi đã nói gì? Lại trở về rồi. Nhanh tay lẹ chân một chút. Vẫn là ở đây tốt. Mau lên, khôi phục như cũ. Tôi nói mấy cậu biết, lúc chúng ta đi như thế nào. Trở về rồi, cũng phải làm y như vậy. Trung đoàn trưởng, bọn tiểu quỷ đúng là không giỏi chịu đòn. Đánh hai phát đã bỏ chạy. Tôi còn không rõ bọn chúng đang có mưu tính gì. Lão Tiêu, Tề Vô Duyên đâu? Bị đánh lạc rồi. Vậy mau phái người đi tìm. Đã 2 ngày rồi. Thủ trưởng, đã nối được điện thoại. Được. 2 tháng sau. Mẹ, Sảo Nhi, nhóc con đã quét dọn sạch sẽ sân nhà cho mọi người rồi. Nước cũng đổ đầy. Cầu thang, con cũng cưa cho mọi người xong. Đừng ai hồng lên đó. Mọi người yên tâm, mà ở trong nhà đi. Tiểu Nhi đi đây. Sảo Nhi, anh có lỗi với em. Nếu anh luôn ở bên cạnh của em không rời thì em sẽ không chết. Bây giờ anh chỉ còn một mình Tứ Nhi là người thân mà thôi. Em ấy không thể có gì bất trắc. Có nói sao anh cũng phải buộc em ấy bên cạnh, buộc trên lưng. Tứ Nhi à, sau này anh sẽ không rời xa em một khắc nào cả. Anh sẽ theo em học văn hóa, theo em học hỏi. Để có thể nói chuyện với em, anh sẽ có thể ngày ngày ở bên em. Từ bây giờ, anh sẽ nghiêm túc theo em học hỏi. Lão Tiêu à, tiếp tục như vậy quả thật không ổn. Anh xem sổ sách này, anh xem sổ sách này, để tôi phân tích cho anh nghe. Trung đoàn mình có 3 đại đội, một đại đội 240 người, 3 đại đội là 720 người, 720 người mỗi ngày, mỗi người cơm nước là 3 văn tiền. Anh trừ 1 phần tiền, anh trừ lại 7 đồng 2 hào. Đúng, anh nói xem 7 đồng 2 hào đó anh làm gì? Anh tiết kiệm cũng vô dụng. Hơn nữa chiến sĩ của anh ăn không no. Ăn không no thì phải giảm người. Giảm người thì sẽ giảm sức chiến đấu. Anh có ngốc không? Đúng là tôi không đủ thông minh. Nhưng mà cụ thể phải làm sao giải quyết? Nền tảng kinh tế quyết định tất cả. Tôi vẫn câu nói cũ, chúng ta buộc phải bắt đầu làm ăn thôi. Không chỉ làm với người ngoài, chúng ta còn phải làm với người mình. Không chỉ làm với người mình, chúng ta còn phải làm với kẻ thù. Đồng chí Lý Tứ, cô chậm một chút. Cô nói nhanh quá, tôi không nhớ nổi. Cô vừa nói cái gì? Chẳng những phải làm ăn với người ngoài, mà còn làm ăn với người mình à? Chắc chắn rồi. Còn có thể làm ăn với kẻ thù. Anh không muốn lấy tiền của kẻ thù cho vào túi của mình sao? Đương nhiên muốn. Nhưng mà... Vậy cô ví dụ cho tôi nghe thử. Cô làm sao thực hiện phi vụ làm ăn này?